Chào mọi người, tiếp tục cập nhật tin tức cho mọi người biết nha. Vậy là sau khi kết thúc show 12 tháng 10 của các bạn Đàn Gà Con hết sức thành công tốt đẹp, thì mọi người ai cũng hân hoan, tại vì phải rất là lâu rồi. Kể từ khi chị Hai đi xa thì ekip của chị Hai mới có được một cái ngày cực kỳ vui như vậy. Và cũng phải đợi đến tận hơn 3 năm thì quản lý Diễm Phạm mới tổ chức một cái show dành cho các con gái của chị, để các bé có cơ hội thi triển tài năng cho fan hâm mộ được xem. Và trong những năm qua thì các bé đã làm được gì, và dự án của các bé trên con đường âm nhạc sắp tới như thế nào đều được thể hiện rất là rõ qua cái show Dấu Ấn Cung Tơ Hòa Điệu. Thì mọi người biết rồi, show đã được quý khán thính giả đón nhận rất là nhiều. Và ngày hôm đó thì khán giả đến ở rạp hát Bến Thành ngồi full ghế hết, và rất là đông mọi người đã dành thời gian xem hết toàn bộ chương trình của show này. Coi như là mọi người fan đến từ khắp nơi, mọi miền đất nước đã xem và ngồi nán tới cuối chương trình để cùng nhau lên chúc mừng cho các ca nghệ sĩ ở trong chương trình này, tặng hoa, tặng quà. Và có những ông bà cô chú ở xa đã chờ đợi cho tới tận giây phút cuối của chương trình để có được bức ảnh kỷ niệm cùng với các bé và các ca nghệ sĩ lão thành gạo cội như là Hoài Linh, Trung Dân với lại cô Thoại Mỹ. Thì phải nói cô Thoại Mỹ ở trong cái live show này, tiết mục hết sức là đặc biệt và đã nhận được nhiều lời khen, coi như là tiết mục cực kỳ xúc động cùng với ba người con gái của chị Hai. Khán giả ngồi xem ở dưới thấy đâu đó hình dáng của chị Hai đang nâng niu cũng như dìu dắt các con trên con đường sự nghiệp âm nhạc của các bé. Bên cạnh đó thì cô Thoại Mỹ cũng có hứa là nếu mà sau này hễ các con cần thì cô đều có mặt để hướng dẫn, chị dạy hết sức là tận tình. Cô cũng nói là cô cũng có phần kỹ tính ở trong công việc nên làm việc với cô thì các bé thấy là giống như làm việc với mẹ Nhung luôn. Vì sinh thời mẹ Nhung cũng là một người cực kỳ kỹ tính, và chẳng hạn như trong phòng thu thì phải làm việc hết sức mình, tạo ra những cái bài hát hay và phải hát cho diễn tả được cho người nghe hiểu. Và cái tác phẩm mà Tuyết Nhung cùng với Quỳnh Trang, Thiên Ngân cùng với cô Thoại Mỹ nhận được rất nhiều lời khen đó mọi người. Thì mới đây cô Thoại Mỹ cũng có chia sẻ là cô sẽ up cái clip hậu trường của đêm diễn này ở trên kênh YouTube của cô Mỹ, thì mọi người nhớ đón xem nhé. Bên cạnh đó thì sau đêm nhạc mọi người rất là hưng phấn, coi như thật lâu lắm rồi mới có một cái đêm nhạc làm mãn nhãn người xem. Rồi về phần nghe lẫn phần hình luôn, phải nói là sự cố gắng của toàn bộ ekip rất là đông, đã tạo nên một cái chương trình dấu ấn coi như là khá ấn tượng. Và cô MC Diễm Quỳnh cũng có chia sẻ là bây giờ cô đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, rất nhiều tin nhắn từ fan hâm mộ hỏi thăm rằng không biết Dấu Ấn 2 sẽ được tổ chức ở đâu, khi nào. Tức là mọi người ở khắp mọi nơi chưa xem được chương trình này thì rất háo hức muốn xem, nhưng mà mình nghĩ là rất là đáng xem nha mọi người, vì cực kỳ hay. Và nói chung trong chương trình đưa người xem đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, hiểu được tấm chân tình của những người con gái của chị, rồi đồng nghiệp, bạn bè, và đặc biệt hơn hết là khán thính giả cũng đã thật lâu rồi mới được xem một cái show cực kỳ hoành tráng về âm thanh, ánh sáng, là cũng như các ca nghệ sĩ và những tiết mục hết sức là hấp dẫn. Chẳng hạn như chúng ta nhớ đến chị Hai là thường nhớ đến vở kịch Vợ Chồng Thằng Đậu, thì ở trong cái chương trình này cũng làm mới lại, coi như là cũng lồng ghép để sự xuất hiện của ba người con gái của chị ở trong cái vở kịch cũng khá là dễ thương. Nhưng mà chắc chắn là sẽ còn phần 2, phần 3, rồi tiếp tục những phần N nữa. Hy vọng là khi show được đón nhận như vậy thì nhiều bầu show cũng như để ý hơn, cũng như là đặt lịch. Giống như cậu Thanh Huy chia sẻ, nếu mà chương trình được các bầu show yêu mến, khán giả yêu mến, thì hy vọng sẽ mang show này ra Hà Nội nha mọi người. Thì đây là cái thông tin là
của cậu Thanh Huy, dự kiến thôi, nhưng mà mình cũng giống như cậu vậy, hy vọng là các bé sẽ được khán giả yêu cầu và tiếp tục có người đặt lịch cho các bé biểu diễn ở tại Hà Nội. Và sau show thì cũng như mọi lần, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiên Ngân đều có những chia sẻ trải lòng của mình sau khi show thành công, cũng như gửi lời cảm ơn chân thành đến rất nhiều cô chú anh chị, các ekip đã giúp cho các bé những việc hậu cần về âm thanh, ánh sáng, chụp ảnh, phục trang, nói chung là rất là nhiều, rồi vũ đoàn, rồi ban nhạc. Các bài viết của Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiên Ngân đều nói lên sự cảm ơn chân thành sâu sắc của các bé ở sau ngày live show này, và cái cảm giác lâng lâng hưng phấn giống như Tuyết Nhung chia sẻ là vẫn còn cái cảm giác giống như chính cuộc đời của em ấy đã được tái hiện lại ở trong cái tiết mục Lá Sồng Riêng với lại con gái của mẹ. Riêng Quỳnh Trang thì được hát với nghệ sĩ Hoài Linh cái bài Tân Cổ Điệu Buồn Phương Nam thì là cũng một cái vinh hạnh cực kỳ lớn lao, và Quỳnh Trang cũng hết sức xúc động gửi lời cảm ơn tới cậu Hoài Linh. Thiên Ngân cũng như vậy, sự cố gắng của Thiên Ngân bây giờ mọi người cũng đã được công nhận. Mọi người công nhận là Thiên Ngân càng ngày càng dễ thương, hát hay. Hy vọng bé Thiên Ngân trong thời gian tới sẽ có nhiều thời gian, nhiều show diễn và có được những cái sản phẩm âm nhạc hay gửi đến người xem. Sự kết hợp của Thiên Ngân với lại Yuno đã nhận được nhiều sự yêu mến từ các fan hâm mộ trẻ tuổi. Thì hiện tại Thiên Ngân trong cái show này hát lại bài của cái nhạc sĩ Hậu Phi Nan đó mọi người. Đó chính là ca khúc Sao Trời Làm Gió, cũng như Thiên Ngân cũng muốn làm mới mình trong nhiều cái lĩnh vực về nghệ thuật và mong muốn mình cũng trở thành một cô bé đa năng giống như là mẹ Nhung lúc sinh thời. Và Thiên Ngân cũng có sự quyết tâm như vậy, và nên mọi người đều chúc mừng. Tuyết Nhung thì cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ và cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ những sản phẩm âm nhạc mới nhất gần đây của Tuyết Nhung. Thì Tuyết Nhung cũng có chia sẻ là em ấy mới ra bài hát mới Ai Trả Lương Cho Mẹ để chúc mừng các bà, các cô, các chị ở trong ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp tới đây, cũng như bài hát này sẽ tặng cho hai mẹ, đó là mẹ ruột và mẹ Nhung. Thì nói lên được tấm lòng của một người con yêu quý mẹ mình. Bài hát khá là hay, mọi người vào kênh YouTube của Tuyết Nhung để cùng nghe bài hát này nhé. Quỳnh Trang lại tiếp tục có một cái thông tin vui là Quỳnh Trang sẽ có hai show ở tại hải ngoại, đó chính là ở nước Mỹ nha mọi người. Thì sau 4 năm Quỳnh Trang mới có dịp qua bên Mỹ đi xuất ngoại hát cho đồng bào kiều bào nghe. Thì đây là cũng là một niềm vui lớn, Quỳnh Trang mới vừa chia sẻ lên trang cá nhân của Quỳnh Trang nha mọi người. Thì hôm nay mình xin cập nhật một số thông tin vui của các bé Tuyết Nhung, Quỳnh Trang với lại Thiên Ngân. Cũng mong mọi người tiếp tục đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nhé. Mình sẽ tiếp tục cập nhật nhiều tin tức mới cho mọi người cùng biết nha. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.